mưa, không đi hội chợ được rồi. Thôi, mình chờ một chút con nhé. Hạt nem Knorr có thành phần từ bột thịt thăn, chiết xuất xương ống và tủy, được hâm nhiều giờ cho món ăn đậm vị ngọt trọn vị ngon. Canh sườn ngũ sắc đây. Wow! Ngon quá mẹ ơi, lại mưa rồi. Mình đi hội chợ nào. Thôi ạ, ở nhà mình vui hơn. Knorr, vị ngon tròn yêu thương. Phải nhung thức.